không có pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không có thể đắc, không có chân như cho đến cảnh giới bất tư nghị có thể đắc, không có thánh đế khổ tập diệt đạo có thể đắc, không có bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc, không có bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc, không có pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện có thể đắc, không có tám giải thoát cho đến mười biến xứ có thể đắc, không có tịnh quán địa cho đến Như Lai địa có thể đắc, không có cực hỷ địa cho đến pháp vần địa có thể đắc, không có pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa có thể đắc, không có năm loại mắt, sáu phép thần thông có thể đắc, không có mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng có thể đắc, không có đại từ đại bi, đại hỷ đại xả có thể đắc, không có pháp không quên mất tánh luôn luôn xả có thể đắc, không có trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc, không có quả dự liều cho đến độc giác Bồ Đề có thể đắc, không có các hạnh của Đại Bồ Tát, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật có thể đắc, không có 32 tướng, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ có thể đắc. Thiện hiện nên biết, các Đại Bồ Tát chẳng vì đạo quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, mà cầu đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chỉ vì các pháp bản tánh không, nên cầu đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bản tánh không này chẳng đầu giữa sau, bản tánh đều không, không có đoạn nào là chẳng không. Các Đại Bồ Tát trụ bản tánh không Ba La Mật Đa, vì muốn giải thoát các loài hữu tình, chấp tưởng hữu tình và tưởng pháp, nên hành trí đạo tướng. Đại Bồ Tát này khi hành trí đạo tướng, tức là hành tất cả đạo, đó là đạo Thanh Văn, đạo Độc Giác, đạo Bồ Tát, đạo Như Lai. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này đối với tất cả đạo được viên mãn rồi, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, thọ mạng lâu dài, chứng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đã chứng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề rồi, mới có thể làm cho Phật nhãn thường không đoạn diệt. Phật nhãn là như thế nào? Đó là bản tánh không, chư Phật đời quá khứ, vị lai hiện tại, trụ khắp mười phương thế giới. Vì các hữu tình mà giảng thuyết chánh pháp đều dùng bản tánh không này mà làm Phật nhãn. Thiệt hiện nên biết chắc chắn không có vị Phật nào lìa bản tánh không mà xuất hiện ở đời. Chư Phật ra đời đều thuyết nghĩa bản tánh không. Cốt yếu giáo hóa hữu tình nghe Phật thuyết nghĩa bản tánh không mới nhập vào thánh đạo chứng được thánh quả. Nếu lìa bản tánh không thì không có phương tiện nào khác. Vì vậy này thiện hiện, các Đại Bồ Tát muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí, nên phải an trụ vào lý bản tánh không, tu hành sáu pháp Ba La Mật Đa và các hạnh của Đại Bồ Tát. Nếu đã an trụ vào bản tánh không, tu hành sáu pháp Ba La Mật Đa và các hạnh của Đại Bồ Tát thì chắc chắn chẳng thối lui trí nhất thiết trí, thường làm lợi ích cho tất cả hữu tình. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát rất là hy hữu đặc biệt, tùy hành tất cả pháp bản tánh không, nhưng đối với bản tánh không thường không hoại diệt, nghĩa là không chấp sắc thọ tưởng hành thức khác bản tánh không, cho đến không chấp quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật khác bản tánh không. Bạch Thế Tôn, sắc tức là bản tánh không tức là sắc, cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật tức là bản tánh không tức là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, các Đại Bồ Tát rất hy hữu, tuy hành tất cả pháp bản tánh không, nhưng đối với bản tánh không thường không hoại mất. Thiện hiện nên biết, sắc chẳng khác bản tánh không chẳng khác sắc, sắc tức là bản tánh không tức là sắc, cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật chẳng khác bản tánh không chẳng khác quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật tức là bản tánh không tức là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Thiện hiện nên biết, nếu sắc khác bản tánh không khác sắc, sắc chẳng phải bản tánh không chẳng phải sắc, cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật khác bản tánh không khác quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật chẳng phải bản tánh không chẳng phải quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Thì các Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã và làm mật đa sâu xa, chẳng nên quán tất cả pháp bản tánh đều không, cũng không thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Thiện hiện nên biết,
Vì sắc chẳng khác bản tánh không chẳng khác sắc, sắc tức là bản tánh không tức là sắc, cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật chẳng khác bản tánh không chẳng khác quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật tức là bản tánh không tức là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Vì thế nên các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa quán tất cả pháp bản tánh đều không mà có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì lìa bản tánh không, không còn một pháp nào là thật có, thường hằng hoại diệt. Trong bản tánh không, cũng không có một pháp nào là thật có, thường hằng hoại diệt. Chỉ vì những kẻ ngu si, mê lầm, điên đảo, suy nghĩ có khác nhau, nghĩa là phân biệt sắc khác bản tánh không, cho đến phân biệt quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật khác bản tánh không. Vì những kẻ ngu si này phân biệt các pháp, cùng với bản tánh không có khác nhau, nên không như thật biết sắc. Không như thật biết thọ tưởng hành thức, bởi vì chẳng biết nên chấp trước sắc, chấp trước thọ tưởng hành thức. Do chấp trước nên đối với sắc, chấp có ngã và ngã sở. Đối với thọ tưởng hành thức, chấp có ngã và ngã sở. Do vì vọng chấp có vật trong ngoài, còn thọ thân đời sau có sắc thọ tưởng hành thức. Do đây nên không thể giải thoát các đường sanh lão bệnh tử, sầu than khổ ưu não, qua lại trong ba cõi luân chuyển không ngừng. Do nhân duyên này nên các đại Bồ Tát